Đức Phật dạy rằng, này du sĩ, này vua cha, tham là bất thiện, vô tham là thiện. Sân là bất thiện, vô sân là thiện. Si là bất thiện, vô si là thiện. Như vậy này vua cha, ba pháp này là bất thiện và ba pháp này là thiện. Đây là một cái những cái nền tảng cốt yếu nhất, cái nền tảng, đây là cái cốt lõi nhất của những điều thiện và những điều bất thiện. Nó đều nằm ở trong cái nội tâm của con người. Ba cái điều mà Đức Phật nói nó đều nằm ở trong cái nội tâm, nó là tham. Khi nào khởi lên một tâm tham, thì từ tâm tham ấy nó cũng là một cái ý nghiệp bất thiện. Rồi từ tâm tham ấy, một cái người ta có thể có những cái lời nói ra mà được xuất phát từ tâm tham ấy, thì đó là một cái khẩu nghiệp bất thiện. Mà nếu như từ cái tâm tham ấy người ta có hành động một cái việc gì, có thể từ tâm tham mà người ta trộm cắp, người ta tà dâm, người ta làm những cái chuyện sai trái, thì đấy là một cái thân hành bất thiện. Vậy thì từ cái cội nguồn của mọi điều bất thiện, những cái việc làm bất thiện, có thể đó là những cái nỗi khổ đau ở trong thế gian, như chiến tranh, tàn sát lẫn nhau, người này làm hại người kia, làm khổ người kia, làm khổ mình, khổ người, cũng có thể nó phát sinh từ cái cội nguồn là cái tánh tham mà ra. Nên là người nào mà sống nặng về tánh tham, phát triển cái tâm tham thường xuyên để cho cái tâm tham chi phối ngự trị, thì cái người đấy sẽ tạo ra rất là nhiều những cái điều bất thiện, những cái điều tội lỗi ở cả thân và khẩu nó phát sinh ra. Rồi sân là bất thiện mà vô sân là thiện, cũng như vậy. Thì sân hận cũng có thể sẽ khiến cho người ta làm những việc tội lỗi ở thân, ở khẩu, và tất cả những cái nỗi khổ mình, khổ người cũng sinh ra từ sân, từ cái sự tàn sát nhau, người này làm hại người kia, chúng sinh ở trên đời sống với nhau vì tham, vì sân mà tàn sát nhau, mà làm khổ nhau, làm hại nhau. Bao nhiêu những cái chiến tranh, dịch bệnh nó cũng sinh ra từ cái tâm tham, tâm sân này. Còn si là bất thiện, vô si là thiện. Khi một cái người ngu si không biết phân biệt thiện ác chánh tà, thì cái người đấy cũng sẽ làm bừa, làm những cái việc tội lỗi. Còn nếu như cái người đấy là người vô si, có trí tuệ, thì cái người đấy sẽ biết cái việc gì nên làm, việc gì không nên làm, cái việc gì có lợi, việc gì có hại, việc gì nó lợi trước, nó hại sau, hay nó có hại trước, có lợi sau. Nên là cái người có trí tuệ là cái người sẽ tránh được những cái điều tội lỗi nhất và sẽ làm được những cái thiện nghiệp tốt đẹp nhất. Mà cái người ngu si, thiếu trí thì sẽ là nguyên nhân sinh ra nhiều những cái bất thiện nhất. Người ngu si, thiếu trí ấy, người ta không thấy được sự nguy hại, sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự ô nhiễm của tham. Cho nên là khi tâm tham khởi lên, họ coi là bình thường và họ sống với tâm tham như vậy, họ không có cái tàm, không có quý, không ghê sợ. Cho nên là cái người có cái tâm si mạnh thì tâm tham cũng mạnh. Mà người có tâm si mạnh này, tâm sân cũng mạnh, thì người ta không thấy được cái nguy hiểm của tâm sân, và người ta lại sống với tâm sân mà người ta không có ghê sợ cái tâm sân, không hổ thẹn với tâm sân. Nên là cái người có tâm si là người nguy hiểm nhất, người có tâm si đáng sợ nhất. Còn nếu như một cái người nào mà dứt bỏ được tâm si rồi thì tham cũng hết, dứt bỏ được tâm si thì sân nó cũng hết. Vậy thì có ba cái nguyên nhân của tất cả những điều bất thiện, đó là tham, sân, si. Và trong đó đặc biệt là tâm si là cái, nó lại còn là cội gốc của cả tham và sân. Nên là các pháp của Đức Phật đều hướng đến cái mục đích, đó là diệt trừ cái tâm si này, phát triển cái trí tuệ, phát triển cái vô si này. Mà cái tâm si được diệt trừ, trí tuệ được tăng trưởng, thì tham hết, thì sân sẽ hết. Đấy là cũng là những cái cốt yếu trong giáo pháp của Đức Phật, luôn luôn nói đến ba cái điều, đó là tham, sân, si, và nói đến ba cái việc, đó là đoạn trừ tham, đoạn trừ sân, đoạn trừ si, để trở thành vô tham, vô sân, vô si. Đấy là cái pháp đầu tiên mà Đức Phật nói một cách vắn tắt cho cái vị du sĩ Vajragota này.
đó là tham sân si, là bất thiện, vô tham vô sân vô si là thiện. Rồi Đức Phật lại giảng giải rộng hơn một chút nữa, này vua cha, sát sinh là bất thiện, đấy là nói về ý. Rồi sau đó nói về đến thân nghiệp, sát sinh là bất thiện, từ bỏ sát sinh là thiện, lấy của không cho là bất thiện, từ bỏ lấy của không cho là thiện. Tà hạnh trong các dục là bất thiện, từ bỏ tà hạnh trong các dục ấy là thiện. Vọng ngữ này vua cha là bất thiện, từ bỏ vọng ngữ là thiện. Nói hai lưỡi này vua cha là bất thiện, từ bỏ nói hai lưỡi là thiện. Nói ác khẩu là bất thiện, từ bỏ nói ác khẩu là thiện. Nói phù phiếm là bất thiện, từ bỏ nói phù phiếm là thiện. Đấy là những cái nghiệp về thân, về khẩu. Rồi san tham này vua cha là bất thiện, không san tham là thiện. Sân hận này vua cha là bất thiện, không sân hận là thiện. Tà kiến này vua cha là bất thiện, chánh kiến là thiện. Như vậy này vua cha, mười pháp là bất thiện, mười pháp là thiện. Này vua cha, khi ái được một tỳ kheo đoạn trừ, cắt tận gốc rễ, làm cho những tân cây ta na không được tái sinh, không thể sinh khởi ở trong tương lai, thì tỳ kheo ấy là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đoạn trừ kiết sử, đã chánh trí giải thoát, đã diệt tận khổ đau. Đức Phật thuyết giảng một cách vắn tắt về thiện và bất thiện, thì đây là 10 những cái thiện nghiệp và 10 cái ác nghiệp. Vậy thì một cái người nào hiểu được thập thiện thì cũng sẽ hiểu ra được thập ác, có 10 cái thiện, 10 cái ác, là cái cội gốc, cái cội nguồn căn bản nhất. Nói về cái ba cái nghiệp ở thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân thì có sát sinh, trộm cắp, tà dâm, thì đấy là bất thiện. Còn từ bỏ được cái sát sinh ấy, từ bỏ cái trộm cắp, từ bỏ cái tà dâm ấy, thì đấy là thiện, thì đấy là cái giữ giới. Những người nào sống có giữ giới thì cái người ấy sẽ dứt bỏ được những cái bất thiện ở thân. Còn nói lời, nói dối, nói lời hai lưỡi, nói lời phù phiếm, nói lời độc ác, thì là bốn cái nghiệp thuộc về khẩu. Và từ bỏ được những cái lời nói ấy thì là thiện nghiệp. Thì cái người mà giữ được cái giới không nói dối thì cái người đấy sẽ dứt bỏ được những cái bất thiện ở nơi khẩu. Và dứt bỏ được những cái nỗi ở thân, ở khẩu thì dễ. Nhưng mà để mà dứt bỏ được những cái nỗi ở trong tâm như là san tham, tà kiến và cái tà kiến, san tham, sân hận, ba cái nghiệp ở ý đấy thì rất là khó. Thì cần phải có một cái sự tu tập ở trong nội tâm, văn tư tu thì mới đoạn trừ được. Nên là phải có nghe giảng Phật Pháp, phải có tư duy thiền định, tĩnh, và phải có tu tập về thiền quán, thiền tuệ, thiền Vipassana, thì mới thấy được sự thật, thấy được, tức là khi nào giác ngộ ra được tứ thánh đế, đây là khổ, đây là nhân sinh ra khổ, đây là sự diệt khổ, con đường đưa đến diệt khổ. Thì khi mà hiểu được khổ, hiểu được cái nhân sinh ra khổ thì tìm cái nguyên nhân của nó mà diệt đi thôi. Thì tham ái là cái nguyên nhân sinh ra tất cả những cái nỗi khổ đau. Tham ái cũng có thể là cái nguyên nhân sinh ra những cái bất thiện ở trên đời. Vậy nên là chỉ cần diệt được cái tham ái, nên là sáu căn tiếp xúc với sáu cảnh trần thì nó sẽ sinh ra những cái tham ái. Tham ái với các cảnh trần này, mắt tham ái sắc, mũi tai tham ái âm thanh, mũi tham ái hương, lưỡi tham ái vị, thì thân tham ái với xúc chạm, ý tham ái với các pháp. Thì hiểu được tất cả các pháp ấy là vô thường, là khổ, là vô ngã, thì nó không còn, nó ni tham, nó không còn tham ái nữa. Khi nào mà đạt đến cái sự mà hết được tham ái thì tất cả những bất thiện pháp này, tất cả những cái 10 cái bất thiện này về thân khẩu ý này cũng sẽ được diệt trừ hết. Cho nên Đức Phật nói một cách vắn tắt rằng, này vua cha, khi nào ái được một vị tỳ kheo đoạn trừ, cắt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta na không thể tái sinh ở trong, không thể sanh khởi, thì lúc ấy vị ấy sẽ là một bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận. Thì nếu như mà mình biết được tham là bất thiện, sân là bất thiện, si là bất thiện, vậy thì muốn đoạn trừ được tham sân si ấy thì cần phải đoạn trừ được cái tham ái. Đoạn trừ được tham ái thì sẽ dứt hết
tất cả những cái bất thiện và dứt được hết tất cả khổ đau. Và muốn đoạn trừ được tham ái ấy, cho nên là cần phải tu tập để đạt được đến cái sự ni dục, ni tham. Rồi sau đó với cái tâm định tĩnh đấy mới thấy ra được sự thật của các pháp, thấy được cái tính sinh diệt, thấy được vô thường giả tạm của nó, để nó mới đi đến sự nhàm chán. Khi nào mình nhàm chán được với thân tâm năm uẩn, nhàm chán được với các cái cảnh trần này, thì lúc ấy tham ái được đoạn trừ và sẽ chấm dứt khổ đau.